đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam, công ty đầu tư và du lịch lữ hành ASEAN Master là một trong những doanh nghiệp chuyên khai thác thị phần khách quốc tế, đặc biệt là du khách từ Nga. Với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, công ty đã thu hút được lượng khách quốc tế vào Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung ngày càng đông. Không chỉ trên lĩnh vực du lịch, trong nhiều năm qua, công ty luôn chú trọng đến hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.